Hello, giúp tôi tìm thêm được không vậy? Tôi không biết, không biết có công ty không nữa. Kết quả sao rồi? Không có kết quả thì sẽ xảy ra thêm việc nữa thôi. Nếu như gặp Thun, hãy giúp tôi hỏi Thun một chuyện. Anh Thun, cái này không khó nè. Rốt cuộc anh đâu rồi? Thun, anh Thun, Thun bên này anh vừa đi đâu về vậy? Thì nhân tiện đến công ty thôi. Thế còn cậu? Đến làm gì? À, chị Thiên. Thì ra là ở đó. Em để quên ở công ty mấy thứ trên bàn kia, em đến để lấy về. Trễ rồi phải không? Đây, uống một ly cà phê trước nha. Như thế mới bình tĩnh một chút. Chị Thiên rất là lo lắng cho anh, nên nhờ em đến thăm anh. Là như thế hả? Đúng thế. Chính là... Sự thật thì không chỉ có như thế, mà còn... Chị Thiên đã nói cho em biết, nói anh từ một luật sư để trở thành một cầu thủ bóng đá. Em thật sự cảm thấy anh và chị Lan là một cặp rất xứng đôi. Chị Lan yêu anh. Em cũng biết anh yêu chị Lan tuyệt đối, không ít hơn là chị ấy yêu anh. Nếu như có cơ hội cho hai người làm hòa với nhau thì sao? Chúng tôi kết hôn là vì biết hai chúng tôi muốn sống chung với nhau. Tất cả là chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Tôi đều chuẩn bị giải quyết nó cho tốt, để gia đình chúng tôi có thể tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đến hôm nay, Lên đã không muốn, không muốn là một nửa của tôi rồi. Thế anh đồng ý ly hôn rồi à? Nếu như anh mất đi Lên, anh thật sự có muốn không? แกจะไปง้อตุนใช่ป่ะแต่งตัวจะฉ่ำขนาดเนี้ยแต่งต้อนรับชีวิตโสดมั้งของฉันรักกันดีมาก
đưa đây. Không cần, không cần đâu, em tự làm được rồi mà. Em mệt rồi, làm cả ngày rồi, để anh làm cho. Tránh ra nào, đợi chút. Em muốn đi đâu vậy? Không khen thưởng cho người siêng năng này một chút được à? Quyên à, em hy vọng Lan cũng có thể giống như chúng ta, có thêm một cơ hội. Nếu như Thuyền đồng ý làm điều đó thì sao? Nếu như là anh thì anh sẽ không làm gì cả. Mỗi ngày Lan chỉ biết khóc, chỉ biết nghĩ lung tung. Thật sự mà nói, thật là rất phiền. Quyên à, anh nói sự thật mà. Nếu như chúng ta yêu bản thân mình, phải làm cho mình thật tốt, không cần ra ngoài khóc lóc yêu cầu sự giúp đỡ của người khác. Chút nữa là anh đã trở lại rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn đi, anh thậm chí không muốn nhìn tới nó nữa. Nhìn thấy không có tình cảm. Quên, đừng nói điều này trước mặt Lan, nó sẽ đau lòng đó. Nếu như đau lòng rồi, có thể thay đổi bản thân nó cũng tốt. Nếu như vẫn như bây giờ thì anh bảo đảm, chuyện nó không muốn còn nhiều lắm. Nếu như chúng ta yêu bản thân mình thì phải làm cho mình thật tốt, không cần phải ra ngoài khóc lóc yêu cầu sự giúp đỡ của người khác. Chút nữa là anh đã trở lại rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn đi, anh ta thậm chí không nhìn tới mặt nó nữa. Nhìn thấy nó không có tình cảm, cả ngày ăn năn hối hận. Ai thấy rồi cũng rầu cho nó hết. Lên rốt cuộc sao rồi, lúc này không thèm xuống lầu. Có lẽ nó cứ khóc, toàn thân chết khô rồi. Mẹ, không có như thế đâu, mẹ nói quá rồi. Nhưng bây giờ cũng đã yên tĩnh rồi, để mẹ lên xem sao. Này, dì Lên đẹp quá. Này, con không sao chứ? Như thế không tốt sao mẹ? Tốt, rất tốt. Nhưng mẹ hơi bị mê hoặc rồi. Sao đột nhiên bắt đầu trang điểm cho mình vậy? Vì bây giờ con không có anh ấy nữa, con cũng phải chăm sóc cho bản thân mình chứ mẹ. Ben, Quynh, anh ấy, em đi làm trước đây. Con đi nha mẹ. Hai đứa nói chuyện gì à? Mà nói cho mẹ biết đi. Đi, đau mà. Tốt nhất là đau chết đi, anh biết không? Vì anh mà tôi xích nữa là bị mẹ của Lên và chồng của Lên xé thành trà bông đó. Em bị xé rồi cũng tốt, vì thế mới có thể thay đổi một chút cái bộ mặt ác tâm của em. Giả cái mồm anh đi. Lên, lại đi xem đi. Này, hai người làm loạn gì thế? Sao thế? Rất đẹp, vô cùng đẹp. Đây là Thuyền tặng bạn đúng không? Hèn chi mặc giờ xinh thế. Thế em quyết định rồi à? Em đang làm như thế hả? Đang thực sự có thể sống mà không có Thuyền à? Được chứ. Nếu như không có anh ấy, mình vẫn sống bình thường. Nếu như thế, sau này em muốn làm gì? Năm rồi thì làm đủ cả. Về năm nay thì số năng cao hơn. Thế là được. Tôi nói rồi mà,
Tôi chắc chắn là hai đứa nó sẽ đạt được nhiều thành công thôi. Bác à, nhưng mà con rất thích cách nghĩ mới của Lâm, không giống như trước đây cứ suy nghĩ lung tung. Hơn nữa xem ra còn có rất nhiều người nổi tiếng xác định được mục tiêu. Nếu mục tiêu của chị Lan mà muốn anh Thương chấp hành thì con cho rằng không có kết quả đâu. Ý con là con muốn anh Thương không yêu chị Lan, nhưng mà hai người này có cách sống của riêng mình. Thật là phiền quá. Hai đứa nó chơi vào tù được không? Bác à, hai người này không dùng mọi lực được. Để hai người này thường xuyên gặp mặt sẽ tự nhiên dính lại với nhau thôi. Phải làm sao tụi nó mới gặp nhau? Người này thì ở đầu này, người kia thì ở đầu kia. Một người làm luật sư, một người làm thiết kế nội thất. Thôi mình chui nè, ไม่ได้ไง มันไม่เกี่ยวเลยตนถ้าลำผูกพันกับผมมากขึ้นเนี่ยเรื่องของคุณก็คงตัดได้ง่ายขึ้นคุณว่าจริงไหมเลือกเอามันง่ายนะใช่ไหมลันกับการที่เราสองคนจะหย่ากันเราสองคนก็แค่คนที่เดินมารู้จักกันแต่งงานกันแล้วก็จากกันการหย่าไม่ใช่เรื่องยากหรอกตุลผมแต่งงานกับลันก็ผมรักลันและอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดกับลันตลอดไป